Xin chào các anh chị. Như vậy thì kết thúc cái phiên giao dịch ngày 8 tháng 11 ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta có một cái sự nỗ lực hồi phục, và chúng ta thấy là đóng cửa chỉ số VN-Index hiện tại đang ngừng tại khu vực 981 điểm. Thì về cơ bản chúng ta đánh giá rõ ràng đây là cái việc thị trường nó hồi phục. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta nói một cái cách chân thật á, thì về cái nội tại cũng như là bản chất của thị trường hiện tại cũng còn đang rất là yếu các anh chị ha. Với cái việc là chúng ta thấy là khi mà tăng thì nó chỉ tăng được 2 phần. Tuy nhiên thì những cái phần giảm ở những cái phiên trước, những cái đoạn trước á, thì chúng ta thấy là nó giảm 6 cho đến 7 phần. Tức là cái nội lực, cái nội tại cũng như là cái bản chất của dòng tiền hiện tại thì nó vẫn còn đang khá là yếu ớt. Và tất nhiên là yếu ớt như thế nào thì chúng ta sẽ làm rõ hơn ở trong những cái nội dung video phân tích ở cái phần sau. Và chào mừng các anh chị đã quay trở lại với bản tin phân tích thị trường chứng khoán của kênh Chứng khoán Minh Phụng các anh chị ha. Do vậy thì ở trong cái giai đoạn hiện tại thì như những cái phân tích của video trước mà mình cùng với các anh chị chia sẻ, thì rõ ràng chúng ta phải cập nhật một cái điều khẳng định đầu tiên, đó là về thế may và thế giá cho đến cái thời điểm hiện tại thì gần như các cái chỉ báo kỹ thuật indicator nó đều đánh giá thị trường của chúng ta vẫn đang trong cái xu thế và xu hướng giảm các anh chị ha. Và cái mô hình như mình đã chia sẻ là chúng ta vẫn và đang kỳ vọng cái việc tạo cái mô hình vai đầu vai, tức là cái mô hình head and shoulder đối với cái khung biểu đồ kỹ thuật của chỉ số VN-Index ở trong cái giai đoạn hiện tại. Và cái tiến trình di chuyển này, cái tiến trình di chuyển và cái quá trình vận động ở cái đoạn hiện tại là chúng ta đang cố gắng phải giữ được và phải hình thành được cái vai phải ở phía bên này, để chúng ta có thể là giảm, dừng cái nhịp điều chỉnh giảm và kết thúc cái chu kỳ điều chỉnh này ở một mức độ hợp lý và điều chỉnh lại cái tâm lý của nhà đầu tư nó cân bằng hơn. Và cái vùng ở phía bên dưới này nó cực kỳ quan trọng, ngày hôm nay chúng ta giữ được, đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, đó là vùng 950, vùng 960 các anh chị ha. Ngày hôm nay chúng ta giữ được cái mốc 950, 960 này là một trong những cái nỗ lực và cái tín hiệu rất là đáng mừng đối với chỉ số VN-Index. Và kết quả là chúng ta đóng cửa lại khu vực giá 981 các anh chị ha. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là những cái nỗ lực hồi phục thôi. Còn về để mà chúng ta thoát ra được và có cái tính chất tạo đáy, mang cái tính chất xác suất cao hơn á, thì các anh chị hiểu là chúng ta cần phải có một cái mức độ xác nhận của cái mô hình vai đầu vai. Tức là cái đường màu đỏ ở phía bên trên này chúng ta gọi là cái đường cản kháng cự này. Thì khi mà cái nến giá đó nó phải vươn và nó phải thoát ra khỏi cái đường màu đỏ, cái kênh trendline cản này, thì chúng ta mới có được cái xác nhận hoàn chỉnh về cái việc tạo mô hình vai đầu vai. Còn trong cái xu thế ở đây thì chúng ta vẫn đánh giá là cái xu thế hồi phục. Do vậy khi mà cái xu thế hồi phục thì nhà đầu tư có tỷ lệ tiền mặt cao hoàn toàn có thể tham gia, để các anh chị thăm dò ở đoạn này được nha. Hoàn toàn có thể thăm dò đoạn này rất là hợp lý. Tại vì cái đoạn này cho chúng ta thấy nó cũng đã giảm rất là nhiều rồi. Nếu giảm thêm thì rõ ràng cũng không đáng ngại lắm, đúng không ạ? Do vậy thì nếu thăm dò thì phải xác định giúp mình cái tỷ trọng nó hợp lý một tí, 30% thôi. Để khi nào nó thực sự là thoát ra khỏi cái đường màu đỏ, cái kênh trendline này, thì chúng ta mới nâng cấp và chúng ta mới nâng được cái tỷ trọng lên cho nó ở cái mức độ hợp lý hơn. Phù hợp, và chúng ta phải nâng dần dần. Còn ở phía dưới trong cái đoạn này mà nếu như mình đã đánh giá là hình thành vai phải và có khả năng hồi phục thì chúng ta hoàn toàn có thể thăm dò. Cái việc thăm dò nhóm nào cũng hết sức là quan trọng. Như vậy thì chia sẻ của mình trong room VIP này, thời gian vừa qua thì mình vẫn chia sẻ về cái việc thị trường của chúng ta đang cố gắng tạo cái mô hình vai đầu vai các anh chị ha, và vẽ cái mô hình vai đầu vai cố gắng để nó hình thành trong cái mô hình này, và chúng ta theo dõi thường xuyên. Nếu như nó xác nhận thành công thì đó là một trong những tín hiệu tốt để chúng ta tiếp tục tham gia. Câu chuyện ở đây là cái nhóm để tham gia, nhóm tham gia ở trong cái đoạn này này, thì trong cái giai đoạn trước thì mình có khuyến nghị rất là nhiều các anh chị trong room VIP của mình về cái việc canh mua chủ yếu là tập trung vào cái dòng banh là chính thôi, ví dụ công thương này, ACB hoặc là cổ phiếu của ngân hàng BIDV, thì mình tập trung và cô động vào cái nhóm ngân hàng là chính thôi. Cũng may là chúng ta canh mua và chúng ta mua thêm đối với cái nhóm ngân hàng này á, chúng ta thấy là nó vẫn tương đối là ổn và nó giữ được cái nhịp kéo, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta lỡ mà chúng ta đánh vào hai cái nhóm đó là bất động sản hay là thép đoạn này thì chúng ta rõ ràng là thật sự là khó đỡ, và cái cách giải quyết của chúng ta nó cũng khó khăn hơn. Do vậy thì cái đoạn trước là nếu như canh mua và canh mua thêm cái dòng ngân hàng công thương ACB, BIDV thì cho đến cái đoạn này chúng ta cũng tương đối là dễ thở ha. Chúng ta cũng tương đối dễ thở để chúng ta chờ cái cơ hội chúng ta tiếp tục nâng cao hoặc là gia tăng thêm tỷ trọng. Còn khi mà thị trường của chúng ta nó xác định cái việc hồi phục và những cái nhịp hồi phục nó an toàn, tối ưu hơn, thì những cái cổ phiếu canh mua mới hoàn toàn có thể tham gia, ví dụ như là VCG, C2I hoặc là dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán này thực sự nhạy này,
chúng ta chỉ tham gia mua thực sự là nhạy khi và chỉ khi dòng tiền của thị trường nó mang cái tính chất là lan tỏa toàn ngành á, thì cái dòng chứng khoán này nó sẽ chạy rất là tốt và nó sẽ nhạy hơn. Do vậy thì cái điểm vào của dòng chứng khoán này thực sự là các anh chị phải rất là nhạy và canh những cái vùng giá hợp lý để chúng ta tham gia. Còn cái dòng ổn để mua mới tiếp theo đó là cái dòng dòng đầu tư công hoặc là bất động sản khu công nghiệp, thì chúng ta thấy là VCG hoặc CHI thì canh mua cũng tương đối là hợp lý, tại vì cái sức khỏe của nó cũng đang có rất là tốt. Dòng phân bón thì theo mình theo dõi thêm. Tại sao mình khuyến nghị những cái dòng này? Tại vì đây là cái số liệu, cái số lượng định lượng của chúng ta. Chúng ta nhìn vào trong cái bảng Excel ở phía bên trên màn hình này. Các anh chị đã quá quen với cái bảng Excel mà chúng ta hay chia sẻ trong nội dung video rồi đúng không ạ? Thì tại sao chúng ta phải chọn những cái dòng đó? Đó là cái định lượng về sức khỏe dòng tiền của cái nhóm ngân hàng. Câu chuyện ở đây là chúng ta thấy là nó đều khỏe, tức là cái mức độ lan tỏa dòng tiền ở trong cái nhóm ngân hàng đang rất tích cực, lan tỏa đều, tức là chúng ta chọn vào trong đó chúng ta mua thì về cơ bản cái xác suất mà chúng ta giữ được nhịp tốt này và chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận về chênh lệch giá nó sẽ ổn hơn. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thấy là BIDV tăng tới 4,8%, STB tăng rất là tốt đúng không ạ, 6,13%, rồi tiếp theo đó là công thương cũng ổn này, 2,14%, hoặc là con gì nữa, con chúng ta hay khuyến nghị đó là con ACB. Đây ACB mình cập nhật lại thì các anh chị thấy là nó tăng 3,15%, rất là ổn. Đó là ba cái con đặc trưng: ACB này, công thương này và BIDV. Đó là ba cái con đặc trưng mà mình hay khuyến nghị mua và mua thêm đối với cái dòng banh ở trong cái đoạn này. Tại vì về cơ bản nó sẽ là một cái nhịp đỡ rất là tốt cho cái danh mục đầu tư của chúng ta ở trong cái trạng thái hiện tại. Còn STB thì nó thiên về cái trường phái là chúng ta đánh đầu cơ, chúng ta đánh lướt T cộng hơn. Do vậy thì mình ít khuyến nghị STB, mình khuyến nghị những cái con nào nó vừa có cái giá trị về nội tại tài chính, sức khỏe tài chính, về tăng trưởng, về cam kết đầu tư cũng như là về mức độ dòng tiền ấy, thì mình ưu tiên cái việc chọn lựa đó hơn. Ở đây thì mình làm rõ này, ví dụ như STB này. Các anh chị thấy là STB á, về cơ bản cái mức độ cam kết của nó ở đây các anh chị nhìn rất là rõ là nó cam kết 0%. Do vậy thì về mặt giá trị, nếu mà chênh lệch cổ tức, nhận cổ tức tiền mặt hay là cổ tức bằng cổ phiếu, thì rõ ràng STB nó không đạt được điều kiện về chỉ tiêu của chúng ta trong quá trình chúng ta đầu tư đúng không ạ? Do vậy thì STB này, nếu như mà nhanh nhạn và quyết đoán á, thì các anh chị sẽ thiên về cái trường phái là chúng ta đầu cơ và chúng ta lướt sóng ngắn hạn T cộng để chúng ta hưởng cái chênh lệch giá thôi. Còn nếu như mà trường phái giá trị an toàn hơn một tí thì những cái con cam kết cao á, thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn ví dụ công thương này 14%, công thương 14%, ACB này, ACB 27%, ổn đúng không ạ? Hoặc là BIDV đó, thì mình chọn lựa những cái con nó cao cao như thế này để chúng ta có cái mức độ cam kết tốt hơn. Đó. Thì các anh chị hiểu cái cách chọn cổ phiếu của mình nha. Đó là cái cách chọn cổ phiếu của mình chia sẻ như vậy. Thì cái câu chuyện ở đây là cái dòng banh vẫn là cái dòng mà chúng ta thấy là nó mang và nó tạo lại được cái niềm tin của chúng ta, cho chúng ta nhất, cho toàn thị trường cũng như là cho cái danh mục của chúng ta để chúng ta đầu tư ở trong cái đoạn này ha. Tiếp theo đó là cái câu chuyện về cái dòng chứng khoán này. Thì cái dòng chứng khoán thì mình thấy là dòng tiền ở đoạn này nó cũng lưu giữ khá là đẹp. Tuy nhiên cái dòng này mình nói là nó cực kỳ nhạy cảm, tức là lỡ thị trường nó không hình thành đúng cái mô hình vai đầu vai mà nó biến đến dòng giảm thì cái dòng này nó cũng sàn đầu tiên. Tuy nhiên nếu mà thị trường nó kéo lên thì cái dòng này nó cũng tím trước. Các anh chị thấy là cái câu chuyện chúng ta đánh đổi rất là rõ ràng về cái mức độ biến động cực kỳ cao của cái dòng chứng khoán. Do vậy thì hoàn toàn có thể tham gia nếu như mà sức khỏe dòng tiền nó tốt. Tuy nhiên theo mình chúng ta nên hạn chế cái tỷ trọng tham gia nó lại để chúng ta quản lý rủi ro là tốt nhất. Đúng không ạ? Chúng ta có thể tham gia, tuy nhiên đánh 30-40% là hợp lý, không cần gia tăng thêm. Đó, chúng ta vào mà điểm mua hợp lý, có lợi nhuận thì chúng ta bán thoát ra. Đó, thì cái dòng chứng nó nhạy là như vậy. Chúng ta phải chịu và chấp nhận được cái rủi ro. Đó, cái dòng thứ hai là cái dòng bán lẻ. Theo mình thấy là cũng khá là ổn với điểm đến là những cái cổ phiếu như là FRT. FRT thôi, còn thế giới, còn DGVK hay thế giới di động đoạn này thì nó vẫn còn thiếu dòng tiền một tí. Thì đó là ba cái dòng mà chúng ta đánh giá là nó có phần ổn định về dòng tiền, tích cực để chúng ta có thể tham gia thăm dò ở trong cái giai đoạn mà thị trường đang cố gắng hình thành và xây dựng nên cái mô hình vai đầu vai mà chúng ta đang vẽ ra. Nếu như nó đi đúng theo cái kịch bản vai đầu vai này thì rõ ràng rất là đẹp, và đây cũng là điều chúng ta mong muốn và chúng ta hy vọng, đúng không ạ? Chúng ta mong muốn và chúng ta hy vọng. Đó là những cái tín hiệu mà chúng ta chờ đợi đó. Còn lại thì dòng thép này.
hoặc là dòng dầu, dòng bất động sản thì chúng ta thấy là về cơ bản cái bản chất dòng tiền của nó vẫn còn phân hóa và chưa lan tỏa đều ở các cái dòng này. Do vậy thì chúng ta đánh giá là yếu, yếu. Và mình nhắc lại về bản chất của thị trường của chúng ta là vẫn còn đang yếu, thiếu dòng tiền nha. Còn đoạn này thì chúng ta cố gắng hồi phục được bao nhiêu thì chúng ta hay tới đó. Còn về bản chất chúng ta phải nhìn nhìn thực tế ra, và chúng ta dám nói thẳng nó thật là cái là nó vẫn còn yếu một tí này. Nó vẫn còn rất là yếu. Thế may thế giá, chỉ số tài chính nó đều yếu. Và các anh chị nhìn vào trong cái khung thời gian ngắn hơn, đó là cái khung thời gian chắc giờ theo cái mô hình nến Heikin Ashi này, Heikin Ashi thì các cái chỉ báo định lượng ở đây về chỉ báo đám mây cầu vồng, nến giá thì vẫn còn đang nằm dưới đám mây cầu vồng. Ở phía dưới là các cái chỉ báo định lượng dòng tiền, cũng cho thấy lực cầu và cái lượng cung á đều đang khá là yếu, là yếu dần luôn các anh chị. Và nó đang lùi trở lại cái vùng giao dịch chúng ta là gọi là quá bán ở cái mức trước đây mà chúng ta đã diễn ra ở trong cái đáy ở cái vùng này. Cái khoảng thời gian này là ngày 25 tháng 10 đó, ngày 25 tháng 10 đó. Nó cũng là một trong những cái mức quá bán. Thì cái diễn biến này một phần á nó sẽ tạo cái cơ hội về cái việc xác nhận cái cơ hội đảo chiều ngắn hạn. Khi nó đã suy giảm đáng kể do cái chỉ báo định lượng nó thất bại trong cái việc gọi là bứt phá, sự bứt phá và hình thành cái điểm bùng nổ theo đà ở trong cái đoạn này này. Ở đoạn này thì chúng ta chờ đợi nó thoát và nó bay lên mai luôn. Tuy nhiên ở đây nó lại thất bại về cái việc bùng nổ theo đà. Đó, do vậy thì về ở đây thì chúng ta thấy nó tiếp tục xảy ra cái quá trình gọi là quá trình quá bán, overshot đúng không ạ? Đó, chúng ta thấy là nó tiếp tục xảy ra cái quá trình là quá bán ở đây. Thì khi mà nó xảy ra cái quá trình quá bán thì về cơ bản ít hay nhiều, ngắn hay dài thì chúng ta vẫn có một cái nhịp gọi là nhịp hồi phục về mặt kỹ thuật. Khi mà dòng tiền nó đã rơi vào mức quá bán, tức là cạn cung, cạn cái lực bán ra rồi. Thì đó là một số cái điểm nhấn mà chúng ta có thể định hình và đưa ra được trong cái quan điểm đầu tư ở trong cái giai đoạn hiện tại. Chúng ta sẽ review nhanh các cổ phiếu mà mình khuyến nghị tham gia, và các cổ phiếu hoàn toàn có thể tham gia ở những cái nhịp sau nếu thị trường của chúng ta đi đúng theo cái mô hình vai đầu vai chúng ta đang đặt ra. BIDV này, nếu như mà mua cái giai đoạn này mà về xuống phía dưới này mà chúng ta tiếp tục mua thêm như cái khuyến nghị ở của mình trong room VIP đúng không ạ? Đoạn trước thì mình có khuyến nghị mua ở đây một lần này, về dưới này khuyến nghị mua thêm một lần nữa này. Thì nếu như khuyến nghị mua như vậy thì về trung bình giá với cái phiên kéo ngày hôm nay thì BIDV các bạn, các anh chị chúng ta thấy là đã nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, tại vì nó đã về cái mức có lợi nhuận thấp rồi. Chúng ta hãy cùng nhau suy xét này. Rõ ràng về cái đường xu hướng của BIDV nó đang rất tích cực theo cái chiều hướng lên. Cái đường chỉ báo trung bình động MA20 nó cũng đang hướng lên này. Chỉ vướng một cái là cái thế may của chúng ta nó hơi tù và hơi bó vào một tí, thể hiện cái lực cản tâm lý một tí thôi. Tuy nhiên, xét về cái tính định lượng giá trị khối lượng ở dưới này thì đang rất là ổn về cái việc là giá trị giao dịch ở trong cái thời gian gần đây nó giao dịch tầm 3 triệu cổ phiếu. Nó cao gần như là có thể là gấp đôi trung bình 20 phiên. Đó, cái tính định lượng này nó tốt. Với cái tính định lượng này mà tiếp tục duy trì thì chúng ta thấy là cái cản 35 ở đây dễ dàng được bứt phá và thoát ra. Như vậy thì cái việc thoát ra khỏi cái đám mây tù đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó, do vậy thì BIDV xu hướng vẫn đang rất là đẹp đúng không ạ? Rất đẹp. Công Thương này. Rồi, Công Thương cũng tương tự như vậy thì cái thế may, thế giá của chúng ta nó vẫn đang có cái chiều hồi phục và giữ được cái xu hướng hồi phục này tích cực. Điều đáng nói là nó vẫn đang giao dịch trên nền cân bằng và trên cái vùng chỉ báo MA20, cái đường màu xanh chúng ta thấy là nó bó lên và nó có chiều hướng lên này, thấy không? Nó vẫn đang rất là đẹp và nó bó theo chiều đó. Như vậy thì cái nguồn cản duy nhất chính là cái đám mây hơi bị tù một tí, đó là cái vùng 25 ha. Đó, chúng ta chờ cái dòng tiền và cái động lực dòng tiền ở đây nó vào, nó đánh qua cái vùng 25 nữa thì Công Thương không có gì phải bàn, rất là đẹp ha, xu hướng và vẫn giữ được xu hướng tốt. ACB. Rồi, ACB thì có phần là yếu hơn hai cái đàn anh lúc nãy, đó là BIDV và cả Công Thương. Tuy nhiên thì về cái toàn cục, về cái xu hướng thì chúng ta vẫn đang nằm trên được cái đường trendline màu đỏ, thể hiện cái xu hướng là vẫn duy trì được cái đà tăng và chưa bị gãy cái đường trendline này. Đó là những cái điểm nhấn tích cực. ACB chỉ còn thiếu một tí về cái dòng tiền nó tham gia vào nữa thôi ha. Và nó đang cố gắng giữ cái vùng cân bằng 20.5 và vùng 21 ở đây. Chúng ta thấy là cũng là một trong những nỗ lực đáng tốt. Do vậy thì mình xét chung lại thì đa phần cái dòng cổ phiếu thuộc về cái nhóm ngân hàng á, nó đang khá là ổn định và duy trì được cái xu hướng là tăng tốt cũng như là hồi phục
duy trì trên cái mức nền giá, trên cái mức cân bằng. Đó là những cái điểm đáng lưu tâm về cái mặt phân tích kỹ thuật đối với các cổ phiếu dòng ngân hàng các anh chị ha. Ngoài những cái cổ phiếu này thì những cổ phiếu mạnh khác của dòng ngân hàng, ví dụ Liên Việt Postbank cũng rất là đẹp, rất là đẹp. Đây, anh chị thấy nó đẹp đúng không ạ? Nó rất là đẹp này. Dòng tiền khối lượng đầy đủ, duy trì đảm bảo trung bình 20 phiên. Và cái đường thế may và thế giá ở đây nó đang cố tình là chúng ta thấy là nó bẻ ngang ở đây để nó tích lũy, nó tạo nền quanh cái vùng giá cân bằng ở đó, đây là vùng 11. Nếu mà giữ được cái vùng 11 thì Liên Việt Postbank cũng rất là đẹp ha. Ngoài con này thì chúng ta thấy là ngày hôm nay có sự nổi trội của SHB này cũng như vậy. Liên Việt Postbank và SHB cũng đang rất là tương tự về cái mô hình giá luôn. Anh chị thấy, nhìn thấy nó xem đúng không? Đây. Đây, nó đang duy trì quanh cái vùng cân bằng, ví dụ như Liên Việt Postbank là vùng 11. Còn con SHB á thì cái vùng cân bằng của nó là cái vùng 11 luôn. Rất là xem về cái mô hình giá thôi. Đó, chúng ta thấy là đây là những cái con chạy sau, và khi mà giữ nền được thì nó sẽ bứt thoát. Còn những cái con chạy trước thì gần như là chúng ta đã mua và chúng ta đã chọn được, đó là BIDV, đó là Công Thương, đó, hoặc là ACB. Đó là những cái con ngân hàng đáng chú ý để các anh chị có thể cân nhắc cái việc là tiếp tục nắm giữ hoặc là cơ cấu gia tăng thêm. Đó. Rồi, tiếp theo cái câu chuyện là nếu như mà sau cái nhóm này nó chạy thì canh mua mới ở những cái phiên sau thì có thể canh nhau cổ phiếu nào, thì vẫn là những cái chia sẻ trong room VIP của mình. Hai cái nhóm đầu tư công đó là VCG hoặc là C2I là được ha. VCG này mình thấy là ngày hôm nay đã cố gắng nỗ lực hồi phục rồi đó. Tuy nhiên vẫn đang nằm dưới MA20 và nằm dưới cái nền cân bằng, đó là cái vùng 16 là cái nền cân bằng của VCG. Tuy nhiên ngày hôm nay là một cái cố gắng hồi phục đối với cổ phiếu VCG ha. Đó cũng là một trong những cái điểm để chúng ta chú ý và canh mua nếu như mà cái dòng tiền này nó tiếp tục duy trì hợp lý đối với cổ phiếu này. Thì cái điểm mua hợp lý nhất thì theo mình là vùng 15-16 là đẹp. C2I cũng như vậy, nó cũng đang cố gắng hồi phục này. Còn cái thế may thế giá thì ở đây phải khẳng định một cái câu chân thật, đó là nó vẫn thế may thế giá giảm. Nó chỉ đang cố gắng và hồi phục và duy trì. Tại vì những cái dòng này nó mang cái tính chất đầu cơ rất là cao. Tại vì cái câu chuyện ở đây này, chúng ta đầu tư là chúng ta phải biết cái dòng câu chuyện nó để chúng ta đầu tư đúng không ạ. Ví dụ VCG này, cái nội tại nó rất là thấp và mang tính chất đầu cơ rất là cao. Hoặc là ngay cả C2I cũng như vậy này. Anh chị nhìn vào đây này, đó các anh chị thấy là nội tại không có gì, cam kết cũng rất là thấp luôn. Chứng tỏ ở đây là những cái dòng cổ phiếu, hai cái cổ phiếu mà nó mang cái tính chất đầu cơ rất là cao. Thì mang cái tính chất đầu cơ thì các anh chị phải hiểu là chúng ta phải thật sự là gan dạ để chúng ta bắt vào những cái nhịp nó giảm sâu á. Thì những cái nhịp mà gọi là bắt ngay trúng đáy của thị trường á, thì những cái cổ phiếu mang tính chất đầu cơ nó sẽ tăng với cái mức độ rất là cao, gọi là tăng trần, nó mang lại cái cảm số gọi là phấn khích cho nhà đầu tư. Tuy nhiên thì nó rủi ro rất là nhiều, do vậy các anh chị phải quản lý cái tỷ trọng cho nó tốt ha, tỷ trọng cho nó tốt. Còn về nhóm chứng khoán chúng ta theo dõi một tí này. VCE cũng đang cố gắng hồi phục này, nó cũng đang đánh theo cái mô hình rất là giống đối với chỉ số chung của thị trường VN-Index. Do vậy thì chúng ta đánh giá một cái câu chung ở đây á, thì cái dòng chứng khoán nó sẽ chạy theo cái nhịp chung của thị trường là phần lớn. Thị trường mà hình thành được vai đầu vai hồi phục thì cái dòng chứng khoán này nó cũng đánh và hồi phục theo cái mô hình vai đầu vai đó luôn. Anh chị thấy không? Do vậy thì nhóm này mua được tùy theo cái điều kiện của thị trường có hồi phục, có tích cực theo cái mô hình vai đầu vai này hay không. Trong đó thì dòng chứng thì có một cổ phiếu mạnh hơn và mạnh nhất ở đây thì theo mình đánh giá đó là con HCM. HCM mình thấy rất là khỏe các anh chị ha. Mình thấy đến giai đoạn này mà nó giữ và duy trì trên cái MA20 như thế này là đẹp rồi. Và nó cũng đang bóp banh vào. Cái đám mây thì có lẽ thì chúng ta thấy nó ổn hơn với cái việc là nó có khả năng là chuyển đổi hoặc là chuyển giao giữa vùng màu đỏ và vùng màu xanh. Cái dòng tiền thì nó vẫn lưu giữ được tầm 45-50%. Đó thì là một trong những cái cổ phiếu của dòng chứng khoán mình thấy cũng rất là khỏe. Rất là khỏe để chúng ta cân nhắc cái việc chọn cái điểm mua và tham gia cái điểm mua ha. Còn FTS đoạn trước mình có giới thiệu, tuy nhiên đoạn này nó yếu thì nó đánh gãy và nó rơi cái dòng tiền rồi. Dòng tiền đoạn này thì chúng ta thấy là từ khi nó gãy khỏi cái nền hỗ trợ ở đây á, thì dòng tiền của con này nó chỉ đang vận hành ở dưới mức là 15%, tức là cực kỳ thấp và yếu. Khi một cổ phiếu không có dòng tiền, cho dù cái bản chất tài chính hay là cái gì nó có đẹp bao nhiêu á, thì chúng ta cũng chưa vội vào đâu. Chúng ta phải chờ cái dòng tiền này nó cân bằng trở lại, nó cạn cung, nó cạn cái lực bán thì chúng ta mới tham gia vào trở lại. Do vậy FTS này loại bỏ ra khỏi cái danh mục đi. Chúng ta chỉ chú ý là giúp mình hai con
HCM và VCI thôi ha. Đó là về cái dòng chứng. Dòng bán lẻ thì ổn định, vẫn còn FRT cũng là một trong những cái tên rất là đáng để chúng ta đưa vào cái danh mục chúng ta theo dõi và tìm cái điểm mua ở trong cái giai đoạn khi mà nó cân bằng ha. Thực tế thì cái điểm và cái nền cân bằng của FRT thì nó nằm ở đoạn này này, vùng 75-76 á. Do vậy thì cố gắng giữ trên cái vùng này thì FRT sẽ đạt được cái điểm mua anh chị ha. Rồi, đó là một số cái dòng mà chúng ta chú ý tập trung. Theo mình là chúng ta nên tập trung, đừng có phân tán tiền ở trong cái đoạn này. Đánh phân tán tiền ở trong cái đoạn này không ăn được đâu anh chị. Nó còn đau đầu nữa. Đau đầu vì cái việc chúng ta phải quản lý danh mục, quản lý tài khoản của chúng ta, nó rất là rắc rối trong cái đoạn này. Dòng tiền chúng ta phải nói một cái câu chân thực là nó còn rất yếu về cái nội tại. Nội tại nó rất là yếu. Khi nội tại yếu thì đánh tập trung. Dòng tiền ở đâu thì chúng ta đánh ở đó, chứ đừng có đánh phân tán ra, không ăn được ha. Rồi mình nhận được mà các anh chị xem kênh thì chúng ta bình luận ở phía bên dưới các anh chị ha. Hãy bình luận để chúng ta cùng nhau trao đổi, bình luận các anh chị ha. Comment ở phía dưới các cái mã cổ phiếu, các cái thông tin các anh chị quan tâm ha. Mình có nhận được một bình luận của bạn Phương Hoa, Phượng Hoa. Thì bạn có nhắn với chúng ta ở đây là thị trường sụp đổ chứ không phải là giảm vậy là do tạo lập hay là vĩ mô. Thì chúng ta phải nói một cái câu chân thật ở đây các anh chị ha. Mình sẽ gửi cái lời cảm ơn đến bạn Phượng Hoa một tí đã chia sẻ những thông tin cho chúng ta. Thì chúng ta phải nói một cái câu chân thật á, về cái thị trường á, thì xu hướng nó nói rất là rõ cho chúng ta là thị trường giảm hay là tăng. Chúng ta sẽ không cố gắng là lý giải là do tạo lập hay là cái gì. Bản chất của thị trường hiện tại thì hầu như là nó vẫn đang trong cái thế may, thế giá là giảm là phần chính này. Và giảm như vậy thì rõ ràng chủ yếu là do cái dòng tiền nó rút ra. Ở dưới này thì chúng ta thấy là rất là thiếu cái dòng tiền. Thì dòng tiền càng rút ra thì nó càng giảm thôi. Và nó giảm đến một cái mức độ nào đó cạn cung thì khi nó sẽ quay trở lại cái trạng thái là tích lũy ha. Thì tích lũy nó cũng phân ra nhiều giai đoạn nữa các anh chị. Tức là tích lũy trong hoảng loạn này rồi tích lũy để gom hàng. Rồi chúng ta thấy là tiếp tục là tích lũy và tăng lại trong nghi ngờ. Thì chủ yếu là bản chất nó vẫn là do cái dòng tiền và tâm lý, hành vi của nhà đầu tư trong quá trình mà thị trường nó vận động. Đây là có quá trình vận động rất là tự nhiên của thị trường. Và một số thông tin thì chúng ta hay đưa cố gắng là giải thích theo cái việc là tạo lập hay là một số cái thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, vĩ mô á. Tuy nhiên thì chúng ta cứ đi sâu theo dòng tiền thôi. Đó là những cái con số liệu, những cái tính định lượng nó mang cái tính chất là thực tế ha. Đó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thông tin một số cái thông tin về mã cổ phiếu tiếp theo. Thì mình nhận được một cái thông tin về mã cổ phiếu BCG các anh chị ha. BCG. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra cái thông tin về tài chính và sức khỏe tài chính của cổ phiếu BCG nó như thế nào. Thì trên màn hình các anh chị có thể thấy là BCG chỉ đạt được 3 tiêu chí và cái giá trị tài chính căn bản tăng trưởng ở đây á, thì nó cũng đang có một số cái thông tin chúng ta thấy là dần bị phân hóa, tức là vẫn không duy trì được cái đà tăng trưởng ổn định và vững mạnh đó. Tiếp theo về cái thông tin ở đây là cái thông tin về mức độ cam kết là 9%, thì nó tương đương với lại cái giá trị của ngân hàng ha, cái giá trị lãi suất của ngân hàng. Thì về cơ bản cái mức độ này thì mình đánh giá là trung bình, dưới trung bình một tí, trung bình yếu anh chị ha, trung bình yếu, tại vì chúng ta chỉ có 3 cái tiêu chí tốt thôi. Do vậy thì về mặt giá trị thì cổ phiếu chỉ nằm ở mức trung bình yếu thôi, trung bình yếu thôi. Tiếp theo là chúng ta xem cái bản chất của dòng tiền. Thì bản chất của cái dòng tiền cho đến cái đoạn này thì chúng ta thấy là đây là cái nhịp hồi phục này. Tuy nhiên là cuối cùng là BCG bị đánh gãy cái hỗ trợ cuối cùng ở đây là cái vùng 7.5. Và hiện tại á, thì chúng ta thấy là cái dòng tiền nó chỉ duy trì được 15%, dưới 15%. Vậy thì dòng tiền rất yếu ha. Do vậy thì dòng tiền yếu như thế này thì chúng ta chỉ có một cái kết luận là cái thế may, thế hướng và cái thế giá nó vẫn đang trong chiều giảm. Đánh giá là khá là xấu và yếu ớt anh chị ha. Khá là xấu, yếu ớt. Đoạn trước á, mình có khuyến nghị mua đối với con BCG ở trên cái vùng này này. Tuy nhiên thì đã chặn cái vùng cắt lỗ. Và nếu như vi phạm vùng cắt lỗ mà một cổ phiếu không đạt chỉ tiêu về cái giá trị là chúng ta quyết định là chúng ta cắt ngay ha. Chúng ta không chần chừ gì á. Cổ phiếu nó có giá trị và nó có nền tảng cơ bản khá đến tốt trở lên á, thì chúng ta cũng cố gắng chúng ta nắm giữ. Còn nếu đã mua thăm dò ở đoạn này mà cái vùng cắt lỗ nó bị vi phạm thì chúng ta cắt ngay. Ví dụ
Tuần trước anh chị mua vùng 7.8 đi, cho đến vùng 8.0 đi, mua như vậy. Thì với một cái cổ phiếu mà nó không đạt về cái giá trị nội tại đi, về giá trị tài chính đi, thì chúng ta chỉ đầu tư theo cái hình thức là đầu cơ, lướt sóng hoặc là ngắn hạn. Mà khi lướt sóng và ngắn hạn, đầu cơ như vậy thì quan tâm cái này, thủng cái này cắt bỏ ngay, không chần chừ, không nuối tiếc. Rồi mình nhận được một cái thông tin về mã cổ phiếu tiếp theo của chị, ở đây là chị Trương Thanh Thúy đúng không ạ? Mình không có dấu nên là mình đọc tên, nếu nó sai thì các anh chị thông cảm mình tí. Về mã cổ phiếu mà chị đang quan tâm đó là Vinamilk ạ, có mua được không đúng không ạ? Thứ nhất, chúng ta xét về cái tài chính nội tại của Vinamilk. Vinamilk này các anh chị thấy là cái đoạn này một cái cổ phiếu đầu ngành sữa, và cái thời gian tồn tại và phát triển cũng rất lâu, do vậy thì cái mức độ tăng trưởng ở đoạn này các anh chị thấy nó bị bão hòa và có cái phần là bị phân hóa đi. Tại vì một cái công ty mà vốn hóa lớn như vậy, doanh nghiệp vốn hóa lớn như vậy thì để điều hành và phát triển về cái mức độ tăng trưởng các anh chị thấy là nó cực kỳ căng đúng không ạ? Do vậy thì Vinamilk trong cái đoạn này về mức độ tăng trưởng chúng ta thấy nó bão hòa và có phần là rất là khó phát triển tăng trưởng thêm. Chúng ta phải chờ một cái chu kỳ mới để nó có thể tái tạo và thiết lập lại được. Còn xét về cái bản chất tài chính thì Vinamilk rất là tốt với 6 cái tiêu chí tốt ở đây ha. Rất là tốt đúng không ạ? Rất là tốt. Và cái mức độ cam kết đối với nhà đầu tư bao lâu nay thì mình đánh giá là nó vẫn đang tạo được cái mức độ uy tín, cái mức độ an toàn của doanh nghiệp dành cho cổ đông của cái nhà đầu tư. Ở đây chúng ta thấy là định hình là 49%. Như vậy thì con này xét về cái giá trị chúng ta thấy là nó tốt này. Tốt về cái mặt giá trị ha. Thì những cái cổ phiếu này nó chất lượng về mặt giá trị. Rồi như vậy thì chúng ta theo dõi về tính chất dòng tiền, xem một cổ phiếu giá trị như vậy thì đến đoạn này nó ổn hay không. Rồi xu thế vẫn đang duy trì rất là đẹp. Các anh chị thấy là nhìn cái thế may và cái thế giá ở đây thì rõ ràng nó là cái xu thế tăng á, xu thế uptrend, tăng trưởng các anh chị ha, tăng trưởng. Cái này chữ B mình bấm nhầm này, B uptrend, cái tăng trưởng này và nó vẫn đang rất là đẹp. Về cơ bản thì cái bản chất của chúng ta mua được hay không thì chúng ta hãy nhìn rộng ra một tí để xem thử cái vùng kháng cự của nó có dài hay không. Nếu như mà cái kháng cự nó không dài á thì chúng ta hoàn toàn có thể canh những cái nhịp điều chỉnh giá đỏ nhẹ rung lắc trong phiên để có thể tham gia. Còn nếu như mà kháng cự nó mạnh, nó dài quá mà nó trên đầu thì cố gắng là chúng ta đợi một cái nhịp chỉnh sâu hơn. Như vậy thì sau cái quá trình suy xét và theo dõi phân tích á thì mình thấy Vinamilk vẫn chưa gặp phải những cái kháng cự mạnh ở phía bên trên này. Do vậy thì hoàn toàn có thể là canh mua khi mà cái dòng tiền đoạn này nó đang rất là tích cực này, đang rất là tích cực này. Đó, thì những cái điểm mua hợp lý, thứ nhất là về hỗ trợ mua thì có cái hỗ trợ vùng 77-78. Nếu nó về được đó thì mua, còn không trong phiên, những cái phiên tiếp theo, ví dụ dao động rung lắc trong phiên này, này dao động rung lắc trong phiên này, hoàn toàn có thể thăm dò một ít được 20% tỷ trọng. Rồi khi có điều kiện mà nó về cái vùng hỗ trợ mạnh ở đây, đây là hỗ trợ mạnh nha, hỗ trợ về cái vùng break ra khỏi cái kháng cự này và hỗ trợ về indicator MA20, đó là hỗ trợ mạnh á, thì về đây chúng ta có thể nâng thêm hoặc gia tăng thêm tỷ trọng. Xét về xu hướng và cái thế may thế giá thì nó vẫn đang rất là đẹp cho cái xu hướng tăng ha. Rồi tiếp theo thì mình nhận được một cái câu hỏi về mã cổ phiếu SHS của bạn Quốc Ngô đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lấy thông tin về SHS này. SHS, câu chuyện ở đây là nó thuộc về cái dòng chứng khoán đúng không ạ? Thì cái dòng chứng khoán ở đây thì mình đã phân tích rất là rõ là nó có độ nhạy theo thị trường. Độ nhạy theo thị trường, tức là thị trường mà xác định trong cái mô hình vay đầu vay ổn thì cái dòng chứng khoán này cũng chạy rất là tốt. Con này cũng y chang vậy này. Anh chị vẽ ra là các anh chị sẽ thấy ngay nó vẫn đang có cái vay đầu vay ở đây. Nó chỉ chờ xác nhận để nó chạy thôi các anh chị. Và nó sẽ chạy theo thị trường. Đó. Ha. Nếu như đúng theo kịch bản này thì ở dưới cái vùng 7.5, 7.0 ở đây thì các anh chị dò cứ thăm dò giúp mình. Khi nào mà cái nến giá này các anh chị thấy là nó đánh vượt ra được cái vùng 8 ở đây này, tức là thoát ra khỏi cái trendline màu đỏ, thì khi đó hoàn toàn nâng tỷ trọng lên. Tuy nhiên thì tỷ trọng không được vượt quá 50%. Tại vì cái thế may của nó vẫn là cái thế may bị tù một tí, nó hơi là cái thế may giảm ha. Cố gắng không được đánh vượt 50% để chúng ta quản lý rủi ro là được ha. Đánh như vậy là đẹp các anh chị.
Rồi, mình cảm ơn anh Năng Nguyễn, một trong những cái thành viên rất là tích cực trong kênh của chúng ta các anh chị ha. Xin cảm ơn ạ. Rồi, như vậy thì các anh chị cố gắng bình luận thêm nhé, nhiều mã cổ phiếu vào để chúng ta cùng nhau trao đổi thêm ở trong những cái nội dung video sắp tới. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều quan tâm và theo dõi nội dung trong mỗi cái bản tin video trong kênh chứng khoán của chúng ta. Thì ở đây thì mình cố gắng phân tích và đưa ra một số các quan điểm đầu tư mang tính chất định lượng và có số liệu đầu tư rõ ràng để chúng ta lấy đó mà chúng ta tham khảo. Tất nhiên là mình sẽ không khuyến nghị mua bán hay là ở trong bất cứ cái tình trạng nào. Tại vì nếu như mà các anh chị mua bán theo những cái khuyến nghị thì các anh chị phải đặc biệt tuân thủ theo cái tiến trình và cái quy trình kỷ luật ha, thì nó mới đảm bảo được. Đó là một số cái thông tin chia sẻ cùng với các anh chị.